chăng mẹ không về mà phải bỏ trốn rồi. Mấy con muối rồi. Ăn bái không có một cái chân mà. Bán nè. Nè.
Nhiều không? Dạ. Bùa to không? Có. Nhờ thế thì chín hết còn ngon. Chín hết họ mua về. Thì lúc này Tết thì mua về cúng. Nhớ nè, nhớ được không? Được. Mà sợ bùa chém vào mặt con không? Đi xem buồng kia, đi xem con buồng nào nữa. Chuột rồi. Có chuột mà làm tổ rồi đây này. Chưa nên lấy được. Đi, về đi. Ui dù. Cái quỳ được không ngay. To lắm đấy. Trùng dưới nhá. Trùng sách được không? Ôm đi luôn. Nặng đâu mà nặng. Nào, chúng lên chưa đi?
Chợ bán chuối thôi. Này, gánh đi thôi, chợ bán thôi. Xuống dưới lấy cho. Được không? Rồi dắt xe ra đi. Cho lên đây dừng xe cho chuối vào đó. Cái dây bị buộc lắm ạ. Thank you.
của mùa. Ăn của mùa. Giờ mua hết nha. Tùng không biết bán hồ. Bán hết gì, tùng không hết gì. Còn... Giờ. Qua đường bên trên, qua đi lên trên, qua đường lên. Nhớ mấy chỗ mày xóa ai xem nào. Bé quá. Không nghịch nhau nào. Cái này cơ mấy cái kia đó. 10 đấy, đuổi cho hai bên ấy. Được. Nó ấy nó khá rồng nha. Này đi nhiều nó khá rồng nha. Nó rồng ra. Xem nào. Ừ. Đuổi tốt rồi đó. Đấy rồi. Tớ vậy đó. Không phải đi về thôi. Giả tiền dép. Bán nhau rồi giả tiền dép thôi. Đi về. Có dép mới xin đi xem con lá không? Tôi đi, đi cẩn thận nào.
nấu cơm đâu ăn thôi. Chú ơi, về lấy nồi đi rửa nấu cơm. Lấy nồi bé đi nấu rửa nấu cơm đi. Nồi bé. Thế à? Đây này, giúp đi. Để đi rửa.